có những cái lý do đó thì mới khẳng định được cái đá lát sân nó bền màu. Lý do tại sao mà đá lát sân ngay cầm bên tay tôi lại rất là bền màu theo thời gian thì chia sẻ với anh em, thì đây trên tay tôi chính là cái viên đá mà đã bị gọi là cắt ra rồi đấy. Thực tế là nó là kích thước 30-60 như là gia chủ đây đã làm thực tế đấy, màu ghi đen đấy, ghi đen này. Thế thì ở đây thì tôi đã cầm một cái viên mà đã bị vỡ ra đúng không, vỡ ra các viên vỡ ra. Thế thì chia sẻ với anh em là nó bền màu là lý do tại sao. Cái việc đầu tiên đấy, lấy lý do đầu tiên thì nó là bản chất là nó là đá tự nhiên, thì các bạn hình dung cái núi đá để ở ngoài thiên nhiên chứ không được che phủ bởi cái gì đó, thế thì nó rất là bền theo thời gian đúng không, nó hàng nghìn năm chứ không phải tính hàng chục năm hay là hàng mấy năm được. Cái việc thứ hai chúng ta sẽ nhìn thấy từ mặt ngoài và cho đến mặt trong của viên đá này thì nó là một màu theo cái lý thuyết và theo cái kỹ thuật của nhà máy để làm gạch ấy, thì họ gọi có thể đây gọi là đồng chất đúng không, nhưng mà đây là mình gọi là đá tự nhiên chứ không phải là gạch. Gạch đồng chất tức là từ trong và ngoài nó giống hệt nhau, và thường những cái gạch đó thì nó bền màu, độ cứng cao và gì nữa, và giá thì rất đắt tiền đấy. Thế thì anh em sẽ nhìn thấy này, cái đá tự nhiên ấy thì mình không thể làm mỏng được mà bắt buộc phải làm dày. Dày này thì vì sao, độ cứng nó cao, cái việc thứ hai là vận chuyển nữa đấy, anh em mà là sử dụng đá tự nhiên nó rất là hay cái đấy. Thế thì chia sẻ với anh em là có những cái lý do đó thì mới khẳng định được cái đá lát sân nó bền màu. Thì anh em xây nhà xu hướng năm 2022 và các năm tiếp tới thì có thể là tham khảo những cái vật liệu này. Thì đây là cái sân đấy, cái sân nó đang rất bẩn bởi vì anh em thợ thuyền đang vừa mới làm, nhưng sau khi xịt xong nhá, thì xong thì nước nó rất là, nó sẽ rất là nhanh sạch. Đây chúng ta sẽ cùng vào thử xem. Đấy. Đấy, các bạn nhìn nhá. Đấy. Cái vết bẩn ấy nó sẽ đi luôn đúng không? Thì nó lên cái màu rất đẹp. Đấy. Đây này. Vâng, đấy, ok. Đấy, rất là sạch, rất là nhanh sạch. Rồi ok. Thì các bạn cũng sẽ hiểu kỹ hơn về cái vật liệu lát sân. Đấy, tại sao nó lại bền màu mà thậm chí được sử dụng rất là rộng rãi cho tới thời điểm này. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.